Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Hà Nội, tính đến 7 giờ ngày 7 tháng 9, trên địa bàn thành phố có 7 người bị thương vong do cây đổ. Cụ thể, quận Hoàng Mai có 1 người chết, 1 người bị thương do cây đổ, quận Hoàn Kiếm 3 người bị thương, quận Hai Bà Trưng 2 người bị thương, 1 xe máy hư hỏng do cây đổ, quận Hà Đông có 1 xe ô tô 4 chỗ và 1 xe ô tô khách bị hư hỏng do cây đổ. Cũng theo báo cáo, ngay trong đêm mùng 6 tháng 9, 160 người dân sống tại trung cư xuống cấp A7 Tân Mai, phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, được xây dựng cách đây từ năm 1964, nay đã xuống cấp, thuộc nhóm nguy hiểm cấp C, đã được chính quyền quận Hoàng Mai di rời đến trường tiểu học Tân Mai cách đó 300m để đảm bảo an toàn trước khi bão nhà ghi đổ bộ. Tại nơi ở tạm, chính quyền đã chuẩn bị nhu yếu phẩm thiết yếu như mì tôm, nước uống, chăn chiếu cho người dân. Phường Tân Mai đã thành lập các tổ công tác, gồm các ban ngành đoàn thể để hỗ trợ dân di rời. Đến 6 giờ ngày 7 tháng 9, trên địa bàn thành phố không có điểm úng ngập. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước Hà Nội tiếp tục vận hành các trạm bơm, trạm bơm đồng bông 1 mới vận hành 3 trên 3 bơm, trạm bơm cổ nhuế vận hành 2 trên 4 bơm, trạm bơm DPS Bắc Thăng Long Vân Trì vận hành 1 trên 4 bơm, trạm bơm yên sở vận hành 6 trên 15 bơm khẩn cấp, 5 bơm thông thường. Các huyện, thị xã và công ty thủy lợi Hà Nội báo cáo 7 giờ ngày 7 tháng 9 năm 2024, vận hành 9 trạm bơm tiêu với 32 máy bơm, tổng lượng bơm tiêu khoảng 79.300 m3 trên giờ. Bão số 3 giật cấp 16 đang ở trên vùng biển Quảng Ninh, Hải Phòng. Mưa rất to, gió rất lớn. Từ trưa đến chiều nay ngày 7 tháng 9, nếu không thật sự cần thiết cấp bách, người dân cần ở trong nhà để đảm bảo an toàn tính mạng. Mưa tới 500mm, đe dọa ngập lụt, lũ lụ quét, sạt lở đất. Theo cập nhật mới nhất của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 10 giờ ngày 7 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,6 độ vĩ Bắc, 107,6 độ kinh Đông trên vùng biển Quảng Ninh Hải Phòng, sức gió mạnh nhất cấp 13 giật cấp 16. Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km/h. Như vậy bão đã giảm thêm một cấp so với lúc 9 giờ sáng nay. Lúc 8 giờ sáng nay ngày 7 tháng 9, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã chủ trì cuộc họp tại Tổng cục Khí tượng Thủy văn để nghe công tác dự báo ứng phó bão số 3. Cuộc họp được kết nối với Trạm Khí tượng Hải văn Bạch Long Vĩ, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Ninh, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đông Bằng và Trung Du Bắc Bộ. Tại cuộc họp, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, báo cáo Phó Thủ tướng về những tác động về gió mạnh, mưa lớn và những nguy cơ của bão số 3 đối với các tỉnh Bắc Bộ và các tỉnh ven biển. Ông Khiêm cho biết, hiện tại vùng biển Vịnh Bắc Bộ, bao gồm huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô, có gió mạnh cấp 9 đến cấp 11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12 đến cấp 14, giật cấp 17, biển động dữ dội, sóng cao 3 tới 5 m vùng gần tâm bão đi qua 6 tới 8 m vùng biển ven bờ từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa, sóng cao 2 tới 4 m vùng gần tâm bão 3 tới 5 m Vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa có gió mạnh cấp 6 cấp 7, sau tăng lên cấp 8 cấp 9, vùng gần tâm bão là Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng, Thái Bình, cấp 10 đến cấp 12 giật cấp 14, khu vực sâu trong đất liền phía Đông Bắc Bộ từ trưa ngày 7 tháng 9 có gió mạnh cấp 6 đến cấp 8, giật cấp 9 đến cấp 11, thời điểm gió mạnh nhất trong khoảng từ sáng đến chiều tối ngày 7 tháng 9. Khu vực ven biển từ Thanh Hóa đến Quảng Ninh cần đề phòng nước dâng do bão cao từ 0,5m ở Thanh Hóa đến 2m ở Quảng Ninh vào chiều và đêm ngày 7 tháng 9. Ven biển Quảng Ninh-Hải Phòng cần đề phòng nước rút khoảng 0,5m vào khoảng sáng và trưa ngày 7 tháng 9. Từ ngày 7 tháng 9 đến sáng ngày 8 tháng 9, ở khu vực các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Lạng Sơn, Hà Giang, Phú Thọ, Hoa Bình, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội và Thanh Hóa, có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 150 tới 350 mm, cục bộ có nơi trên 500 mm. Các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ phổ biến 100 đến 150 mm nguy cơ ngập lụt diện rộng do nước không kịp thoát, đặc biệt đối với các khu vực đô thị, khu đông dân cư, các khu vực mỏ than lộ thiên, các công trình hầm lò trên khu vực Quảng Ninh. Mưa lớn cũng dẫn đến tình trạng lũ quét, sạt lở đất trên khu vực vùng núi tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa ở mức rất cao. Theo ông Khiêm, mưa lớn tập trung trong thời gian ngắn là mối nguy đặc biệt về lũ quét, sạt lở đất tập trung tại vùng núi Trung Du của Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An từ đêm ngày 6 tháng 9 đến ngày 8 tháng 9 yêu cầu các địa phương và người dân không được chủ quan lơ là để đảm bảo an toàn tính mạng tài sản. Kết luận cuộc họp, phó thủ tướng Trần Hồng Hà cho biết, công tác dự báo phạm vi cường độ diễn biến hướng đi của bão số 3 đến giờ này là chính xác. Theo dự báo, vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa có gió mạnh cấp 6 cấp 7 sau tăng lên cấp 8 cấp 9, vùng gần tâm bão cấp 10 cấp 12 giật cấp 14, khu vực sâu trong đất liền phía Đông Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6 cấp 8 giật cấp 9 cấp 11, thời điểm gió mạnh nhất trong khoảng từ sáng đến chiều tối ngày 7 tháng 9. Thời gian nguy hiểm là từ trưa nay cho đến khoảng 17 giờ cùng ngày. Do đó, Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương cần nâng cao công tác cảnh giác, chủ động công tác ứng phó ở mức cao nhất để đảm bảo an toàn về người và tài sản trong bối cảnh lo ngại hoàn lưu bão rất rộng, gây mưa to và rất to có thể lên đến 500 mm ở khu vực toàn miền Bắc và các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Nghệ An, mưa to và nước biển dâng gây ngập lụt, lũ quét sạt lở đất. Cần có thông tin cập nhật về mưa, nước biển dâng nhanh nhất thường xuyên cung cấp để phục vụ công tác chỉ đạo ứng phó, Phó Thủ tướng chỉ đạo Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho biết, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, sẽ lập bộ chỉ đạo tiền phương ứng phó bão số 3 tại thành phố Hải Phòng. Ngay sau cuộc họp này, Phó Thủ tướng cùng lãnh đạo một số bộ ngành đơn vị sẽ đi Hải Phòng để chỉ đạo ứng phó bão số 3. Vứt xe, bỏ chạy giữa đường vì gió lớn Khoảng 15 giờ chiều ngày 6 tháng 9, một cơn rông gió mạnh kèm theo mưa lớn bất ngờ xuất hiện ở Hà Nội. Thời điểm này, nhiều người di chuyển trên đường bị gió cuột mạnh, phải bỏ xe chạy lấy người. Hình ảnh người và xe bị cuột đổ trong gió bão được chia sẻ nhiều trên các diễn đàn mạng khiến không ít người lo lắng trước sức ảnh hưởng của siêu bão Yagi tại Hà Nội. Nguyễn Kim Chi ở Thanh Xuân, Hà Nội chia sẻ, chiều ngày 6 tháng 9, cô rời cơ quan sớm để tránh bão thì bất ngờ gặp cơn mưa lớn. Dọc đường di chuyển từ quận Hà Đông về phía quận Thanh Xuân, chỉ thấy nhiều người cũng hối hả đi trên đường. Rồng gió mỗi lúc một mạnh, cô gái trẻ cố gắng di chuyển thật nhanh để tránh cơn mưa nhưng không kịp. Khi di chuyển đến đoạn giao giữa đường Nguyễn Trãi với đường Nguyễn Tuân, chiếc xe của Kim Chi di chuyển khó khăn vì sức cản gió quá mạnh. Tay lái liêu siêu, Kim Chi chống hai chân xuống đường cố giữ thăng bằng nhưng không thể trụ vững. Kim Chi nói, thấy có người phía trước ngã sóng xoài trước mũi ô tô, gió giật mạnh, tôi vội bỏ xe lại ven đường, không kịp rút chìa khóa, chạy vào sảnh một chung cư gần đó trú tạm. Lúc đó tôi chẳng kịp nghĩ đến xe cộ sẽ ra sao, chỉ ưu tiên cho sự an toàn của bản thân. Đứng cạnh Kim Chi dưới sảnh tòa nhà, Thu Thảo ở quận Câu Giấy, Hoàng Hồn cho biết vừa bị quật ngã hai lần khi di chuyển trên đường chạy bão. Thảo nói, tôi mặc áo mưa rộng càn gió nên dễ bị ngã. Sau hai lần bị ngã, Thảo không dám liều mạng nữa mà dừng chân trú mưa chờ trời, trời tạnh. Cùng thời điểm, có khoảng 100 người cũng dừng chân tại sảnh của tòa nhà nói trên khi thấy giao thông hỗn loạn, nhiều người không trụ được tay lái, ngã trên đường. Gió giật mạnh tới mức nhiều người phải cúi thấp người khi chạy vào sảnh vì sợ bị thổi bay, thu thảo thuật lại. Chị Nguyễn Vân ở xã Đàn Đống Đa cũng trải qua phút thót tim khi chứng kiến cảnh cây đổ rào rào trước mặt vào chiều ngày 6 tháng 9. Chị Vân kể, khoảng 15 giờ tôi có việc cần ra đường, tuy nhiên vừa di chuyển ra ngõ, tôi hoàng hồn thấy cây xanh đổ dâm trước mặt. Nếu chị đi nhanh chút nữa, có lẽ tôi đã gặp nguy hiểm. Lúc ấy tim đập rất nhanh, cảm giác mình vừa thoát chết trong găng tấc. Chiều ngày 6 tháng 9, đại diện Ủy ban Nhân dân phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội thông tin, lúc 15 giờ 40 phút cùng ngày, tại đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Hoàng Liệt, xảy ra vụ cây phượng bật gốc, đổi chúng hai người đi trên một xe máy, khiến một người tử vong, một người bị thương. Làm thế nào khi lái xe trên đường mà bão ập đến, Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia về biến đổi khí hậu và quản lý rủi ro thiên tai cho biết, do ảnh hưởng của bão Yaki, Hà Nội sẽ có gió lớn và mưa lớn gây ngập lụt. Gió đều ở Hà Nội chỉ khoảng cấp 7, cấp 8, nhưng vẫn có thể có những cơn gió giật lên tới cấp 10, cấp 11. Khi trời có mưa gió mù trời, người dân nên ở trong nhà, tránh đi ra đường. Các chuyên gia khí tượng cũng khuyến cáo mưa bão tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây thiệt hại tới con người và cua cải, trong đó là các loại ô tô xe máy trường hợp đang lái xe mà bão ập đến người dân cần tìm đến nơi an toàn để dừng đỗ xe đó có thể là trạm xăng trung tâm thương mại các nhà dân ven đường được xây dựng kiên cố nhưng vẫn nên tránh đỗ xe gần cây lớn cột điện khi dừng xe bên đường cần đỗ sát lấy bên phải theo đúng chiều di chuyển bật đèn sương mù và cân nhắc sử dụng đèn khẩn cấp trong trường hợp mưa bão làm giảm tầm nhìn tránh ra khỏi xe và nếu bắt buộc thì phải quan sát kỹ các phương tiện xung quanh phán đoán điều kiện môi trường bên ngoài tránh việc đỗ xe ở gầm cầu hầm chui cầu vượt v v để không gây mất an toàn cũng như làm trầm trọng thêm các áp lực về giao thông